ở Suối Vàng để sớm về Tây Thiên Cực Lạc. Sư cô mới về đây tiếp quản ngôi chùa. Trước kia là thầy trụ trì là sư phụ mới vừa viên tịch 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm cho sư cô trụ trì chùa Tân Long này để thực hiện tâm nguyện của sư phụ tạo nơi đây thành một nơi già lam để trang nghiêm cho chúng sanh ba tánh trở về đây có ngôi chùa mà tu tập. Đây là tượng Di Lạc, nhưng mà cô muốn thiết kế nó là giống như đây là bức tranh mà thiết kế theo kiểu đây là hòn non bộ. Bình thường thì hàng ngày chị cũng chăm sóc quét chùa, dọn lau tượng Phật, rồi có trồng rau rồi xung quanh, có trồng rau cải xung quanh thêm. Và cái tâm nguyện của sư cô thì muốn có cái bức tranh nơi này cho sớm được hoàn thiện để cho ở ngoài bá tánh chúng sanh đồ Phật tử người ta có nơi người ta chiêm ngưỡng, cũng là đời này là Phật Hạ Quân, cũng là Phật Di Lạc chuẩn bị tái thế xuống đây, thì cô cũng muốn hoàn thành nơi đây sớm để cho Phật tử chúng sanh đến nơi đây để người ta chiêm ngưỡng đại Phật. Đây cũng là cổng đây. Cô muốn mình trước tiên là cô muốn xây dựng một cái cổng tam quan trước mặt đèn trục và xây cái hàng rào trục. Nên là cái hàng rào này cô ở đây giống như là cũng mình cũng là phận nữ, nên là cái điều mà an toàn cái mạng của mình là trước tiên nhất. Thì cái mạng mình an toàn thì mình mới phụng sự cho Phật pháp, phụng sự cho chúng sanh, mới làm việc cho Phật được. Của đời của sư phụ mà để lại, thì hôm nay chùa cũng rất cần những kinh phí để đầu tư và xây dựng cho ngôi chùa Tân Long. Nên là sư cô muốn những bức tranh này có thể đem ra để giúp đỡ một phần nào cho sư cô có kinh phí để xây dựng ngôi chùa Tân Long. Khải Tâm sẽ kết hợp với chùa Tân Long, sắp tới sẽ mở ra cái chương trình đấu giá. Tôi mời các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để ủng hộ. Những bức tranh này số tiền bán được sẽ chuyển về chùa Tân Long để mà làm những cái hạng mục mà sư cô trùng tu. Thì sắp tới cũng là mong là sự đón nhận của các mạnh thường quân cùng kết hợp với Khải Tâm để làm cái việc thiện nguyện này. Và tất cả số tiền đó là triển lãm và giúp đỡ cái cuộc triển lãm hôm đó là sẽ là trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Tân Long tại địa chỉ ấp 2 xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là hình ảnh bức Bác Hồ đeo khăn quàng đỏ cho em thiếu nhi đồng. Ngôi chùa này cũng còn là quá nghèo và đơn sơ. Kính mong các mạnh Phật tử, các mạnh thường quân xa gần trong nước cũng như ngoài nước xin hỗ trợ mỗi người một viên gạch và giúp cho sư cô hoàn thành tâm nguyện cũng như là hoàn dương Phật pháp phụng sự chúng sanh để tạo nơi đây có một nơi chùa khang trang sạch đẹp để cho bá tánh xa gần về đây tu tập tu nhân hành thiện
Nam Mô A Di Đà Phật, kính chúc quý Phật tử và các mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe và gia đình mọi việc đều vạn sự như ý. Nam Mô A Di Đà Phật.